Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi về ấp 1 xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, cùng đến thăm và giao lưu với các anh trong cái cụm chơi cây cảnh nghệ thuật tại khuôn viên vườn cảnh anh Đỗ Đắc Cường. À vâng, chào anh Đỗ Đắc Cường. Vâng. Chào khán giả. Vâng nhá. Vâng, chào khán giả yêu cây trên cả nước. Vâng, đây là khuôn viên một số cây ở sân nhà ở của anh Đỗ Đắc Cường. Trong đoàn chúng tôi anh em cũng đến giao lưu từ nãy rồi, đang ngồi trà lá cà phê. Đấy. Sân thì rất là rộng nhưng mà cây của anh chưa được nhiều lắm đâu. Vừa mới đang học chơi. À đang bắt đầu đi vào cái cuộc đam mê. Vâng, đây khu này là có một số cây hoa mẫu đơn này. Cây kia là cây nguyệt quế này. Đấy, còn bên này là cây lục vừng, cây lựu. Và ngay ở sảnh lên xuống thì anh có một cặp tùng La Hán, cặp tùng đẹp đấy nha. Cặp tùng đối xứng rất đều nhau. Đấy, xa xa kia là cây sung vạn tuế. Và đặc biệt nhất có một cây sung mà như cú điện thoại anh Cường có nói chuyện với Đỗ Sinh thì bác xem cây sung của anh em chúng cháu tạo tác ở bên này ra sao. Đấy, nó đến mức độ già tuổi và cái dáng của nó cũng rất là độc đáo. Thì như thế nào để anh em chúng tôi bây giờ bắt đầu mới tiếp cận. Vâng, đoàn chúng tôi đến đây cũng tương đối đông đấy. Hai cây nhiều cây đẹp lắm. Vâng, đây là cây ổi ta. À, cây ổi có cái dáng cũng độc đáo nhỉ. Dáng gọi là dáng huyền mà dáng này trồng ở hồ coi thì tuyệt vời luôn đấy. Hồ cá này. Đây này. Đúng rồi, cái này đặt ở trên bờ xong bắt đầu là bờ đá xong rồi nó rủ xuống hồ coi nhỉ. Đẹp quá đấy. Vâng. Cây này bây giờ mà nếu mà người ta yêu thích thì khoảng bao tiền anh Cường ơi? Cây này khoảng bao tiền? 35, tức là 35 gì? 35 triệu. À thế thì 35 triệu thì anh nói 35 nó như là 4 năm hay 5 năm. Năm của anh là 5 tháng. Đấy, còn tôi hỏi là 5 là 5 tiền. 35 triệu và cây ổi. Cây này có nhiều quả chưa? Cái này nhiều quả rồi ạ. Nhưng vừa đoạn này cháu lại kiểu ý là muốn chia lại chi nhưng mà là nó. Hồ cá coi đẹp quá, nó bay ra mà. Vì là cây này làm đầu tiên mấy cái sổ. Rồi. Được. Rồi bây giờ đến tập trung đến cây sung đi. Cây sung phải nói là như anh gửi ảnh tôi cho mấy anh em ở bên quê tôi xem và kéo nhau sang đây. Rồi. Đây ăn được. Sung mà lại chả ăn được thì anh bắt quả sung anh bảo sung ăn được. Con nếu các anh chơi cây nào mà cảm thấy yêu quý là về là con kỳ nhông. Kỳ nhông cái gì? Tức là anh ví cái phần về rễ này giống con kỳ nhông à? Giống kỳ nhông hoặc là giống con thằn nào. Còn trên này là 5 tấm. Cường ơi, cái chậu này dài rộng bao nhiêu nhỉ? Cái bể này. Cái bể này là 2m7. Rồi 2m7 bề ngang. Bề ngang là 2m3. 2m3, 2m7. Tôi nói là 75, 35, 35, 30. Ngang này là ngang là 2m7. Ôi thế nào? Này là 3m. Thế nào là thiên lở đây đi chiếc chim ở dưới đây này. Đấy, hai cây này tâm huyết là lấy tức là được tặng chứ không phải là phải mua tặng thôi. Cây sung này á? Đang, anh được tặng á? Được tặng gốc, tặng phôi. À. Tặng phôi. Đã. Đi lên phía trên này nhìn vẽ dễ nó vẽ ra chỗ này tôi cảm tưởng như là một cái chân phía trước. Cây này phải của một con khủng long này. Năm nay là được 10 được 2 năm đấy nhỉ? Không, 14 năm. 14 năm trong vườn này. Chắc là lấy từ đây, mầm này. Cắt từ đây. Còn cái này thì nó phải ăn cái gốc này của gốc mẹ nó 100 năm rồi. Lúc anh đưa cái sung này về thì nó chỉ có đến chỗ này thôi à? Đây ạ. Đâu có vết cũ của nó đâu? Vết cũ đấy ạ. Đây vết cũ đấy ạ. Đây đấy. À đấy, cái vết cắt đấy. Vết cắt đấy ạ. Rồi. Chuẩn xác luôn.
Rồi. Được 14. Biết cắt chỗ này là 1 này, cắt chỗ này là 2. Đấy, thế sau đó nó lên được cái mầm lên làm ngọn này. Lên được mầm. Và cái mầm này đưa sang cành phóng này. Cành phóng. À. Toàn bộ cắt rực hết. Thế là với thời gian là bao nhiêu năm? Tức là mầm của nó giờ năm nay được 14 năm. 14 năm. Tức là lúc cây này đưa về nhà anh là 14 năm. Vâng. Năm 2 đến năm 2010. À, còn trước đó ở nhà người ta mấy chục năm. À, mấy chục năm là cái này nó tự cái mẹ của nó trăm năm rồi, đây là cái nhánh. Nó là cái rễ của nó. Cái rễ của nó. Cái rễ thế. Cây mẹ nó 2 người ôm cơ. Đúng rồi, thế bảo là đây là nhà mày xin cái rễ để cháu xin cái rễ. Nằm nó tườn lên như con cá sấu nhỉ. Cái rễ. Chứ còn nếu mà cây của nó lại to lên là cái phần rễ thôi. Cây sung đẹp. Anh em nào chơi mà cảm thấy cây sung đẹp yêu quá. Quý là về thương lượng. Còn đây này tôi là gọi điện cho anh. Gọi điện. Vâng, gọi chứ điện. Anh có báo giá hôm nay không? Không. Không báo giá nhá. Cái này ai mến thì trực tiếp kể báo chú mà chú sẽ là được rồi, tí anh nói nhỏ thôi. Là giá khoảng bao nhiêu anh bán? Nhá. Ờ. Bây giờ anh nói nhỏ luôn xem được không? Anh này em biết. Thế là anh cứ thế anh nói, thế là tôi ghi âm luôn. Vâng, và đây là số của anh Đỗ Đắc Cường nha các bác nha. 0966 852 638. Địa chỉ ở ấp 1 xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. À. Mời anh em đến thưởng thức một cây sung nằm trên hòn đảo đất và thả nước xung quanh hết. Đấy. Trông không khác gì con khủng long. Đấy, ối giời, cái đường về rễ nó chìa ra trông nó bò tườn. À, tôi nhớ là tôi vào đảo Phú Quốc tôi quay có một cây sung cũng tựa như này. Đấy, lúc ấy các anh khai thác ở trên núi và đưa xuống cái thành phố Đông Dương. Dương Đông. Vâng. Tại vì đây là tự tay làm mới nhờ một vài buổi đấy trong mình cứ tự. Đây là mình cứ năm nay vừa ra quả, đúng ra quả năm nay năm thứ hai. Chứ không có. Tức là trước kia là nó chưa ra. Trước kia bây giờ cứ làm cháu cắt. À tức là anh bứt phá thì nó chưa thể ra được. Cho lên chậu được. Bây giờ nó thuần bắt đầu nó mới ra quả. Cháu này mà vào bàn tay của nghệ nhân thì cho đấy mới làm được. Cái chậu này nói chung là để mình gần như xin được cái chậu này, còn đúng là phải chơi chậu. Sao cái gì anh cũng đi xin được thế? Cây sung này thì anh cũng đi xin được mà cái chậu anh cũng đi xin được. Bởi vì anh gia chủ tên là xin. Cái này mua có 3 triệu cái chậu này. À thế là mua 3 triệu thì sao gọi là xin? Thế là nào anh cứ bảo là toàn những cây nhảy. Tôi không hiểu cây nhảy là thế nào. Hóa ra là người ta toàn cho anh ấy. Được rồi, tôi nhìn thấy nhiều quả rồi. Tôi nói năm nay là nó ra thế này, chứ còn sang năm còn nhiều quả nữa. Bởi vì bây giờ anh dừng hẳn, anh không cắt, không ướt phá gì nữa thì nó còn ra nhiều. Sau này nó còn ra lên tận ngọn này kia. Đang có nhú lộc kia, tận ngọn nhú dâu kìa. Bởi vì mùa mưa tới đây thì nó còn quăng ra nhiều quả nữa đây này. Đang nhú ra nhiều lắm. Nói ra những cái chân giống hết chân khủng long không biết. Các cái này là ngày xưa không biết làm bị cháy. Ừ. Mấy anh em mình đi ra đây chụp bức ảnh trước cây sung khủng long này cái nhỉ. Rồi cả đoàn chúng tôi đến đứng trước cây sung rất là quý của anh Đỗ Đắc Cường này. Sao chú không để cái khung ảnh của bọn cháu ở cái đầu ấy nhá. Nhá. Ông ơi. Vâng, và chúng tôi đã có những cái bức ảnh kỷ niệm trước một cây sung rất quý của anh Cường này. Hãy nhìn đây nhá. Xong rồi. Không biết được là anh Cường anh sẽ phát giá bao nhiêu để vâng. Tối tôi sẽ trao đổi thêm. Tối tôi trao đổi thêm xem thế nào. Vâng, cây sung có những cái đường nét mà nhiều cây không có được, bởi vì cái phần rễ nó rất già và nó tỏa ra cực xa luôn, từ cuối chậu luôn. Và bây giờ tiếp tục di chuyển sang phía bên này thì tôi thấy anh có cặp xanh long đối xứng qua cây sung này. Đây là cây long số 1 này. Và bên này là cây số 2 này. Đấy. Long chấp. Vâng, long này là long chấp thôi, đúng không? Long này thì bình thường. Đấy. Để xem vườn anh có những cái tác phẩm nào nó quý, hợp mãn, mát nhãn. Rồi. Và đây là cây nhài hai lá này. Cây hoa nhài hai lá. Bên này là cây hoa giấy dáng trực huyền. Cây xanh này anh để cháy quá.
cây này người ta làm cháy, người ta vứt trong nhặt về cây Nam Điền. À, cây Nam Điền nhưng mà người ta bỏ đi rồi anh nhặt về. Nhặt cây này được cái bệ đẹp. Cây này cây Nam Điền chính gốc, chính cống luôn. Cây bệ quá đẹp luôn mà nó già cốc mếch cùng khủng khiếp. Nó vứt đây có hỏi đây này nó vứt. Rồi, ok. Đấy, cây vạn tuế này. Đây là cây trứng gà này. Có quả rồi. Cây trứng gà có quả ra. Tốt quá rồi. Và gốc rất to. Ráng năm. Rồi. À, còn trước sảnh của căn nhà ở thì tôi thấy anh có cặp tùng La Hán. À, chơi đối xứng cũng được. Đấy. Tôi quay một cây thôi nhé, để anh em xem. Cặp tùng này giờ giao lưu thì giá bao nhiêu tiền anh Cường? Cái này để chơi không, không? À, cây này để chơi, để chơi trang trí, trang trí. À, được cái nhà, cái gốc của nó, thân của nó hay phết đấy, uốn lượn. Đấy. Vâng, hai cây này nhìn khéo, hai cây tùng này nhìn rất hay. Và đó là cặp tùng La Hán. Đây là cây lục vừng này. Úi dồi, nhiều quả, nhiều hoa thế. Cây này cũng được tặng. Cũng lại được tặng. Cũng vừa được tặng. Nào, cây của anh toàn cây giá không đồng này. Khởi điểm giá không đồng. Nhưng mà hoa, hoa kinh khủng luôn. Ờ, cây này thì đất nó còn có tí này thôi mà. Vâng. Quay còn toàn bộ bầu rễ ngâm nước cái này, trong cái hang này. Cây này ráng trực đẹp. Ừ. Sợi hoa nó dài thế nhỉ. À, vẫn còn đang có hoa nở tiếp này. Vẫn đang hoa nở tiếp này. Ơ, thế này là hoa quanh năm à? Hoa quanh năm cây này nhá. Ừ, bởi vì đây nha, những cái khô này là từ lâu rồi. Những cái quả này là già hơn rồi. Duy nhất đấy, sau đó lại vẫn đang ra hoa nữa. Duy nhất cây này là nhà bác ấy thế. À, nhà bác ấy bảo tôi kỷ niệm chú về chú chơi. Cháu chưa đi xe. Ừ. Được rồi. Đây là cái túc. Cây tùng, cây lục vừng này nếu mà giao dịch thì có bán không? Bán tầm khoảng bao nhiêu? 25. Mạnh dạn lên. 25 cũng. 25 triệu, nói rõ thế. Được rồi. Đây là cây lựu này. Đây rồi, tí nữa. Bên này là mẫu đơn. Hai cây mẫu đơn đỏ. Thôi những cây hàng hoa này để chơi trang trí sân vườn nha. Và đây có một cây túc dáng trực này. Cây túc này có quả chưa anh Cường ơi? Chưa, chưa. Chưa có quả. Rồi, cây túc. Cây túc này cũng được. Phong thủy. Phong thủy trước nhà cho nó sung túc. Sung túc no đủ đúng không? Và vẻn vẹn chỉ có vậy thôi nhưng mà cũng rất là sinh động đấy. Đoàn chúng tôi đến đây rất vui. Đấy. Và với thời lượng này tôi cũng xin chia tay với vườn cảnh anh Đỗ Đắc Cường. Địa chỉ tại ấp 1, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.